Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay em muốn lên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở Đồ Gỗ Ba Đại. Sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu ạ, đây là một bộ bàn ghế nuôi kiểu dáng Pháp ạ, chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi nào cũng mật, miền Nam gọi nào gõ mật ạ. Bộ gồm tổng là có 9 món, gồm 2 chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế nhỏ, 2 đôn và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của chiếc bàn. Chiếc bàn có tổng chiều dài 125 cm, chiều ngang là 64 cm và bàn cao là 73 cm. Em quay chi tiết ạ. Với chân là em đo là 9 cm nha các bác, chân được đục chạm vào vành cong ạ, chất gỗ rất là dày dặn, phần thiếu đều được đục chạm ạ, những đường nét hoa là tây. Chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt là như nhau ạ, tất cả những phần liễu ạ đều được đục chạm những đường nét hoa là tây. Chân ạ được vanh cong ạ, chân bàn dày 9 cm. Em quay lên đến trên mặt bàn ạ, với lòng ván bên trong là ván liền, vần gỗ rất là đẹp nhỉ các bác, hàng lành nặng liền nhạc ạ. Tiếp với hai chiếc ghế dài thì kích thước là như nhau ạ, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiếc ghế có tổng chiều dài là 123 cm, sâu 50 cm và ghế cao là 117 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Đầu tiên là đây là phần trương ạ, được đục chạm những bông hoa hồng, những đường nét hoa là tây, đục chạm rất tỉ mỉ nhờ các bác, chất gỗ thì rất là dày dặn. Và đây là tất cả phần tựa bên trong ạ, đều là ván liền hết ạ, chất gỗ và vân gỗ là không chê vào đâu được ạ, đều được đục chạm những đường nét hoa là tây ạ. Phần tay ạ được vành cong ạ, tất cả lòng ván ghế là ván liền hết nha các bác. Đây là với phần liễu ạ, cũng được đục chạm, chiếc ghế hàng đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt ạ. Tiếp theo thì với bốn chiếc ghế nhỏ kích thước là như nhau ạ, em đo thông số đại diện một cái ạ. Chiếc ghế có tổng chiều ngang là 65 cm, sâu 50 cm và ghế cao là 113 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đây là vật vật trương ạ, bên trên cùng ạ cũng được đục chạm những bông hoa hồng, những đường nét hoa là tây ạ, hàng đục chạm rất là tỉ mỉ sắc nét, tất cả nó ván tựa bên trong là ván liền hết nha các bác. Này, phần tay ạ cũng được đục chạm và vanh cong ạ, nằm ván bên trong ạ, phần ghế ạ và phần tựa để nó ván liền hết. Đây là phần liễu nha các bác, đều được đục chạm những đường nét hoa là tây ạ. Và chân ghế này em đo là 8 cm. Với chiếc ghế ạ, hàng đục chạm tứ diện bốn mặt. Đây là mặt sau nha các bác, chất gỗ lành nặng liền nạc ạ, với bộ bàn ghế nuôi kiểu dáng Pháp này, hàng em bao đẹp cho các bác luôn ạ, rất là dày dặn chắc chắn ạ. Và tiếp theo hai chiếc đôn ạ, kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang đo 47 cm, sâu 37 cm. Tất cả những phần liễu ạ đều được đục chạm, phần chân được vành cong ạ, hàng đục chạm là tứ diện ạ, bốn mặt là như nhau. Em quay chi tiết với những chiếc ghế còn lại được các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ bàn ghế ạ, nuôi kiểu dáng Pháp, bộ gồm tổng là 9 món nha các bác. Đây đã gồm 2 chiếc ghế dài ạ, 4 chiếc ghế nhỏ, 2 đôn và một bàn. Hàng đục chạm rất là sắc nét ạ, chất gỗ lành nặng liền nè, hàng này em bao đẹp. Đây là chiếc đoạn thứ hai ạ, chiếc ghế dài thứ hai ạ. Và tất cả lòng ván ghế là ván liền hết ạ.
thì các bác kê bộ bàn ghế nuôi kiểu dáng Pháp này và không gian phòng khách thì rất là sang trọng ạ. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại em sẽ cắt cho các bác một miếng kính ạ, để trên bàn và đôn ạ, để có thể là sử dụng ạ, được tiện nghi. Và em cũng báo giá và giao lưu ạ, với bộ bàn ghế nuôi kiểu dáng Pháp bộ 9 món này ạ, giá là 48 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, em có một siêu phẩm VIP, tính đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bộ trường ngũ sơn, bộ trường ngũ sơn đại nha các bác. Chất liệu là gỗ cẩm nai ạ, bộ gồm tổng là 3 món, gồm 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Một chiếc bàn bầu ạ. Tổng chiều dài em đo là 178 cm. Chiều ngang là 94 cm. Và bàn cao 80 cm. Đầu tiên em quay đây là phần chân ạ, chân được đục chạm đầu nâng chân cá. Với phần chân bàn em đo 13 cm ạ, cực kỳ là dày dặn, đục chạm tới cuối chân luôn ạ. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt ạ. Và đây là phần liễu nha các bác. Đây phần liễu ạ, được đục chạm ạ, chim hoa tùng lộc. Hàng được thảm ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Chất gỗ đấy ạ, khi bạc lờ vào cực kỳ là dày dặn luôn ạ, đục chạm mà khảm tứ diện bốn mặt. Đây là phần liễu ạ, đục chạm chim hoa tùng lộc. Em quay lên đến mặt bàn ạ. Với bên trong lòng bàn đây là một viên đá tự nhiên vân núi nha các bác, đá nguyên khối luôn ạ. Vân đá không chê vào đâu được, rất là đẹp luôn. Và đây là bên ngoài ạ, bên ngoài được khảm ạ, tùng lộc nha các bác, và xen kẽ là những đường oval ạ. Thì các bác xem và có thể cảm nhận được ạ, chất ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý. Để cắt tỉa tơ tóc sắc nét ạ. Và với hai chiếc ghế dài thì kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái ạ. Chiếc ghế có tổng chiều dài là 215 cm. Sâu 68 cm. Và ghế cao là 133 cm. Em đến gần đây và em quay chi tiết. Đầu tiên là phần tựa. Phần nô chính giữa là được đục chạm và khảm ạ. Hai con hạc nhật bác. Và những nô xung quanh là được khảm ạ. Tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Hàng đục chạm rất là tinh tế, sắc nét ạ. Với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh xanh thiên lý. Chất gỗ nành nặng liền nhạc ạ, vần gỗ không chê vào đâu được ạ. Chất liệu nào gỗ cẩm nai ạ, nguyên liệu gỗ rất là quý hiếm. Ở đây là phần ở chỗ ngồi nha các bác. Phần chỗ ngồi gồm có 3 ô đá. Tất cả là đều là đá tự nhiên vân núi ạ. Vân đá thì không chê vào đâu được. Và bên trên thì cũng được khảm những đường ô van và được khảm tùng lộc. Chiếc ghế hàng đục chạm và khảm tứ diện ạ, bốn mặt. Ở đây là bên hông nha các bác. Bên trên ạ được đục chạm ạ, chim hoa. Với phần chân ạ, em đo 10 phần chân em đo 13 cm ạ. Chân cũng đục chạm đầu nâng chân cá. Đây là mặt sau nha các bác, hàng đục chạm tứ diện. Mặt sau ạ đục chạm và khảm đúng như mặt trước luôn ạ. Với các nô xung quanh ạ là được đục chạm và khảm ạ, tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai. Và đây là trên phần thành khung ạ, đều được khảm ạ, những đường oval, những đường nét ạ, cắt tỉa. Đây là phần yếm bệ nhà các bác, phần dưới đây ạ cũng được khảm ạ, tùng lộc. Chất gỗ rất là vân gỗ ạ, không chê vào đâu được, hàng cực kỳ là dày dặn. Và với phần liễu dưới ạ là được khảm ạ, đục chạm những bình hoa, những giỏ hoa, đục chạm rất là tỉ mỉ. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể là
chiêm ngưỡng được kỹ hơn với một siêu phẩm VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Tất cả những phần tựa và phần tay ạ đều là mộng chắc chắn ạ, mộng tháo rời hết nha các bác. Khi ra nương ở cơ sở Bảo Đại em sẽ làm bóng lại ạ, trước khi ra đến tận nơi. Bác nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán cho nên rất là yên tâm ạ. Chật gỗ và vân gỗ ạ, không chê vào đâu được. Đây là tất cả những nô xung quanh đều được đục chạm tứ quý bốn mùa cùng cúc trúc mai. Và chật ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh xanh thiên lý. Và chiếc ghế hàng đục chạm và khảm tứ diện ạ, bốn mặt. Và đây là phần bệ tiền này các bác. Bên trên ạ cũng được khảm ạ, cánh tùng lộc. Ở bên dưới là những bình hoa, những giỏ hoa được cắt tỉa và được khảm ốc ạ, rất là tỉ mỉ. Ủa ghế kích thước rất là to nữa nha các bác, hàng cực kỳ là nặng ạ. Và em báo giá giao lưu với bộ trường ngũ sơn đại này ạ, giá là 580 triệu, em bao bị phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, xuống bên dưới đây ạ, em có một bộ bàn ăn. Bộ bàn ăn lẻ quạt này chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào gỗ mật, miền Nam gọi nào gỗ mật ạ. Bộ gồm tổng là 9 món, gồm 8 ghế và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của chiếc bàn. Đường kính mặt bàn là 127 cm. Bàn cao là 76 cm. Đầu tiên em quay đến phần liễu ạ, phần đều được đục chạm và khảm ốc ạ. Hàng đục chạm khảm tứ diện, bốn mặt là như nhau nha các bác. Đây là phần chân nha các bác. Những trụ chân ạ, gỗ nguyên khối ạ. Phần chân em đo 12 cm. Đều được đục chạm ạ. Dưới ạ là những con nân hóa. Và đây là cũng được khảm ốc nha các bác. Những hạt trân châu ạ, những bông hoa. Và chật gỗ thì cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Bốn mặt là như nhau. Em quay lên đến mặt bàn. Với bên trong lòng bàn đây ạ, được khảm ạ. Cảnh ạ, cảnh tùng hạt bách điểu. Đấy, chất ốc xà cừ ạ. Ốc bảy màu được cắt tỉa và phối màu. Nhìn rất là có hồn ạ. Đây là bên ngoài nha các bác, là những khảm những đường truyện ạ, những chữ thọ. Và đây là những đồng tiền đều được khảm mà xen kẽ ạ, chạy quanh vòng tròn ở trong lòng của chiếc bàn. Và đây là phần thành khung ngoài cùng ạ, để các bác xem ạ, được khảm tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai, tự trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và xen kẽ là những đường oval ạ, nó cũng được cắt tỉa chạy quanh ạ trên mặt bàn. Và tiếp theo là với 8 chiếc ghế ạ, kích thước là như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái để các bác nắm về kích thước. Chiều ngang em đo là 53 cm, sâu 42 cm, ghế cao là 100 cm. Đây là phần trên ạ, được khảm ốc nha các bác, với chất ốc xà cừ ạ. Bên trên được khảm sóc nho ạ. Bên dưới nó tạo hình những hình lẻ quạt. Đây phần tay ạ, vành cong ạ. Với tất cả lòng ván ghế ạ, ván liền hết nha các bác. Đây là phần dưới ạ. Phần chân được vành cong ạ, rất là điệu. Chất gỗ nành nặng nhìn đẹp ạ. Đây là mặt sau ạ. Em quay chi tiết về những chiếc ghế còn lại để vượt qua con đen để xem được kỹ hơn. Với bộ bàn ăn lẻ quạt bộ gồm 8 ghế và một bàn. Và khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại em sẽ làm bóng ạ, trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Em báo giá với bộ bàn ăn lẻ quạt này ạ, giá là 60 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một chiếc bàn kim tiền. Chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào gỗ mật, miền Nam gọi nào gỗ mật ạ. Và em đo thông số
Chiếc bàn kim tiền này có tổng chiều ngang là 160 cm. Chiều cao chính giữa em đo là 92 cm. Bàn sâu là 42 cm. Em quay đến phần đây là phần liễu ạ, phần chính giữa đây ạ là được đục chạm ạ, rơi thọ nha các bác. Và bên đây là được đục chạm ạ, những con rơi ngậm kim tiền. Với chiếc bàn gồm có hai chiếc ngăn kéo ạ, các bác có thể là mở la và đựng đồ. Đây là phần thành khung ạ, đều được đục chạm ạ, những đồng tiền ạ, nối dài nhau nha các bác. Và phần dưới của chiếc bàn có ba chiếc sàn ạ, tất cả nó bên trong là ván gỗ ạ, ván liền hết ạ. Chiếc bàn kim tiền này chất gỗ ạ, cực kỳ là dày dặn. Các bác có thể là để trưng bày đồ ạ, và có thể là làm thành một chiếc kệ ạ, để kệ tivi nha các bác. Với hai bên hông là đục chạm là như nhau ạ. Và đây là trên mặt bàn ạ, lòng ván bên trong là ván liền ạ. Chất gỗ này em bao lành nặng liền nè, vần rất là đẹp luôn. Khi giao lưu là cơ sở bảo đảm sẽ làm bóng và si sắp lại ạ. Và em báo giá với chiếc bàn kim tiền này ạ, giá chỉ có 7.500.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, em có một bộ trúc nam. Với bộ trúc nam gỗ vụ ạ, bộ gồm tổng là có 7 món, gồm 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Đường kính mặt bàn là 90 cm. Bàn cao là 76 cm. Đây là về phần liễu bàn ạ, đều được đục chạm. Chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt là như nhau. Em quay xuống cho, đây là phần chân ạ. Với những trụ chân đều được đục trúc nha các bác. Chân gỗ rất là dày dặn. Và bây giờ trên mặt bàn ạ, với bên trong lòng bàn đây là một viên đá tự nhiên vân núi ạ. Đá nguyên khối nha các bác, đá tròn. Với bốn chiếc ghế ạ, kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang này em đo là 58 cm. Sâu 48 cm. Và ghế cao là 107 cm. Đây là phần trường trên cùng ạ, là được đục chạm hai con chim và bên dưới được đục chạm nhau quần trúc. Với bộ trúc nam gỗ vụ này bên hàng đá bầu, hàng đá tròn nha các bác. Bên trong ạ đều là những viên đá tự nhiên vân núi ạ. Phần tay ạ đều được đục trúc. Với chân ghế này em đo 7 cm ạ, đục chạm tới cuối chân ạ, những ống trúc mắt trúc ạ, đục chạm rất là tỉ mỉ. Chiếc ghế hàng đục chạm là tứ diện ạ, bốn mặt. Đây là mặt sau nha các bác, mặt sau cũng đục chạm ạ, đúng như mặt trước luôn ạ, mặt sau nó ôm gỗ ạ. Và tiếp theo hai chiếc đôn kích thước là như nhau ạ, em đo thông số một cái. Đường kính mặt em đo là 34 cm và cao là 43 cm. Chiếc đôn hàng đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt là như nhau, đục trúc nha các bác. Em quay những chiếc ghế còn lại để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ trúc nam gỗ vụ ạ, hàng đá tròn, phần đá rất là đẹp nha các bác, đục chạm rất là tỉ mỉ, bốn mặt ạ, mặt sau đục chạm đúng như mặt trước luôn ạ. Với bộ trúc nam gỗ vụ này ạ, gồm có 4 chiếc ghế nhỏ thì các bác kê ạ, phù hợp với mọi không gian ạ, và kê và di chuyển cũng rất là tiện nghi và thoải mái. Và em báo giá với bộ trúc nam gỗ vụ này ạ, giá chỉ có 25 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đây là sản phẩm cuối cùng ạ, video clip hôm nay em muốn giới thiệu một đôi đôn nho, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật ạ. Em đo thông số đại diện một cái ạ. Đường kính của mặt đôn này em đo là 37 cm. Cao là 87 cm. Đây là với phần rĩu ạ, đều được đục chạm ạ. Những cành nho, những chùm nho.
với chiếc đô nạ hàng lục trạm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Và đây ạ, phần dưới ạ, đô là có một chiếc sàn để các bác có thể là để đồ hay là trưng bày đồ. Chất gỗ này nặng liền nạc nhà các bác. Và đây là bên trong ạ. Bên trong lòng đô này đều là những viên đá tự nhiên ạ. Và em báo giá với đôi đô nho này ạ, giá là 5 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là thật nhiều những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Và các bác ở gần có thể xuống cơ sở em đều có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể là xuống để xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em sẽ dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.